Đó là rồi thôi chào. Quá. Chấm cỏ vậy ta? Đủ rồi. Đông dữ rồi, dịch gì vô đủ. Cá này không biết ăn ngon không nữa. Bị xịt rồi nè. Đít. Chào mọi người nha. Nay 20 Tết nha bạn ơi. Dở trà mới nè. Nước giờ nó trong xanh lên nè. Nay anh Thái anh dở trà các bạn. Mùa này không biết nó trúng hay không nữa. Cũng mong là trúng quay về coi cho đã các bạn. Giờ này 11 giờ trưa rồi. Chắc khoảng tới 1 giờ mấy gần 2 giờ chiều là xong. Mấy anh đang dở ba cái trà lớn các bạn. Móc lên xong rồi hồi mới lặn trà lú. Cho mấy bạn coi này nè. Đây nè. Màu này nè các bạn. Rồi quá coi nè. Cái gì không? Đồng tâm nó lủi đầu vô lứ các bạn. Dày nè. Đóng góc nữa kìa. Đóng góc nữa kìa. Nữa luôn. Hàng các bạn ơi. Hàng. Ai biết. Càng nè. Càng nè. Tự nhiên cái nó nhảy vậy. Nãy giờ có những cái đồ chạy ra đừng đồ chỗ đó nữa, đồ cho động lại nè nó nhảy rồi. Nó nó. Nãy giờ không nhảy giờ đấy cái nó nhảy. Vô bình cái nó nhảy. Bình nó có nó động nó nhảy chỗ đó chứ. Quá nhảy rồi. Con đường hại não dữ ta. Đường này hại não nha. Yếu yếu đi là mệt với cái bộ môn này. Chê là cảnh đẹp không, lục bình bích dân, mùa này lục bình phát triển bích kinh dân. Để tới mày giành với tao nữa, phóng mưa rồi nha. Đó khôn ghê. Khom xuống nhường đường luôn. Trời 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 trời. Chú đồ chịu ở đâu.
Sợ lắm rồi, vừa giục vừa chơi luôn mà chứ ngày giục cũng sùi luôn kìa. Bây giờ ngồi lúng như đó. Con tao lúng như đó. Đang đảo ai chứ? Đây nè, con út kìa. Đưa lại đây. Ở dưới chạy lên đây lấy đồ cho thằng con rồi sẵn hỏi anh Thái vậy trà. Có là gì đâu, tôi nói chuyện cởi mở cho nên em biết chút có la đâu mà. Nào gì dưới cái em. Chùm em vô rồi, nó đâu có cái hè dành, phải cái hè không? Ồ cái hè trà bá luôn. Thì Vinh. Em Vinh nè. Ừ em vô à, biết. Nói ra cởi mở. Ăn cơm đã xong rồi các bạn. Giờ lỗ đầu mấy anh ra tiếp tục lặn chạ, mặt giờ này là bơm máy hơi rồi lặn mò mấy cái chà mà gãy rụng nhỏ nhỏ, mấy cái nhánh nhỏ nhỏ nó dưới đáy các bạn. Đoạn đường này đi hơi bị hại não à. Ăn cơm với canh chua cá mì Vinh quá ngon các bạn ơi. Canh chua cá mì Vinh nó xa xa có một ông anh đang câu tôm các bạn. Lên hàng các bạn ơi. Công cuộc gỡ lòng tâm. Về luôn quá trời. Đó con đứng đây đi, họ đổ 11 nè. Lấy cái thùng cái này đi. Lấy. Lòng tâm kìa. Rồi kìa. Dở lên nha. Trời ơi trời. Quá trời luôn rồi. Đóng từ đây dài rồi. Lớp rồi ha. Gâu. Biển là có hai thôi. Trời ơi, có biển. Xíu luôn. Ủa có con gâu mà mấy con. Trời ơi, cái tay. Bơm này đẩy qua cho con hai đó. Lộng không? Đây mượn cá bê của biển nè. Đó, đi. Đây nè, có thôi lộn xộn. Rồi bán nè các bạn. Cá rô biển. Con bự lớn ở đây chắc là cũng có 100.000 ký. Cho mày về tự nhiên luôn. Hai con luôn. Đó, nhảy kìa. Qua đây nè anh, qua đây anh. Qua đây nè. Hai em. Ôi coi con tôm nó gặp. Lặn mấy cái chà nhỏ xong rồi các bạn. Xong rồi bây giờ bắt đầu mấy anh thay ca tới người khác lặn là xuống. Là bắt đầu ta lấy dây chì tao cuốn cái lưới lại. Khi bằng nứt hay gì á.
đó, xong rồi mới đầu mới túm cái lứ lại, bắt đầu mới lôi lên rồi đổ vô ghe đục. Nắng quá chốn lên ghe đục rồi các bạn ơi, ghe giờ này chưa có nước. Hồi cái mới nhắn cái ghe, 4-5 người đứng một bên cho nó nghe, nó nghiêng qua bên cái nước nó vô cái khoang các bạn. Ghe đục này gọi là ghe đục, nắng quá là trốn vô ghe luôn rồi, chịu hết nổi rồi. Ủa cái lóc nó đâu? Tấm lưới lại xong rồi các bạn, chuẩn bị lôi cái lưới cá ra ngoài này. Lôi ra ngoài này cái kéo múc lên kia đục. Đổi thùng đi con, qua để cầm nó, để lại đi. Lòng tâm lòng tẹo. Xúc xót. Đó hai người lẻ đó, hai người kiên vô. Rồi có con cá cóc kìa. Rồi mình lụm con cá cóc đó. Đâu có chim không á cha? Được cái nào? Ủa mày dính kìa, mày dính nái. Dây mày đứng dậy mày lấy rồi dây. Có gì ăn nữa không? Cái gọng sau lưng kìa, đưa mút sau lưng kìa. Dứt gác hả? Chấm cỏ gì ta? Đủ rồi. Chấm cỏ. Rồi con chấm cỏ bự nữa kìa. Đông dữ rồi, vô đủ có cái gãy ra hết rồi. Bỏ cái bụng qua bển đi. Một cái. Đó, có quá. Đó, kiếm dữ rồi. Tao. Bỏ vô trong cái trường đục á. Đến sao vậy? Chị, nè, chuyện lên sao chị hai? Tôm người cha. Ủa, có con Phi kìa. Rồi rồi con Phi kìa. Rồi cái này đi cồn nữa chứ đâu. Đi cồn nữa chứ đâu. Con Phi kìa. Đi cồn nữa thôi thầy. Đi cồn nữa rồi. Con Phi đi cồn rồi. Con Phi đái. Hát chung cả vô bỏ tay vô đó. Từ nãy vô rồi. Cá nè. Chấm cỏ, hai con. Bên này nè. Con này nè. Con ơi cái giữa nè. Con giữa nè. Chim sọt gì? Cóc hay mùi hôi? Chim sọt. Con ra có con ra.
Nãy có con cô đồng như con heo vậy. Còn nữa. Có con quay nữa vậy. Ôi, có con cá. Cái giò mày đạp lại sao kịch? Cá gì ta? Cá cá trà sóc. Qua. Trời, tán nó cố ngô vậy đó nha. Làm gì vừa ra chỗ nào. Tới càng rồi. Kỹ con tôm bỏ vô trong hàng, con càng nhiều quá. Nhiều quá. Có ai vợ đẻ không? Cả móc lóc đây. Vợ đẻ rồi bố ơi. Bà đẻ chứ. Nè con cá lóc con bự lắm đâu có tiêu rồi. Nghĩ ra hả con đó. Con nó nhỏ mà. Con nãy bự hơn mình đâu. Gửi sao nó bắt lại đó. Kìa cá lóc kìa. Cá lóc bự. Rồi nó lăn cái giò rồi đó, sao đặt qua giờ. Hát qua luôn. Đi vũng đi luôn một. Mồi. Dạ. Ngô Phi khủng khiếp. Ngô Phi khủng khiếp. Ngô Phi ô chắc chi máy quá. Mốt cá lên xong rồi đi chợ các bạn, đi chợ bán. Tôm. Không lắm thì qua đây. Cá cốc bắt em rồi. Đấy bắt lên thì mình cái, mình xin nó ra. Ồ, cá hết sức đẹp các bạn. Cá trà sóc. Ừ. Trời ơi trời, lên tới miệng luôn kìa. Cá trà sóc. Cá này không biết ăn ngon không nữa. Bị xiệt rồi nè. Nó đít cái đuôi. Rồi cho mày qua bên rộng lại.